Thưa quý vị, là lực lượng nòng cốt chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng thành phố luôn chủ động bám sát địa bàn theo phương châm ba cùng bốn bám và thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ khu dân cư nhằm xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2022. Tại buổi sinh hoạt, trao đổi công việc chuẩn bị cho ngày hội biên phòng toàn dân giữa các cán bộ đảng viên đồn biên phòng Sơn Trà với chi ủy chi bộ khu vực Quang Cư 1, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Bà Nguyễn Thị Loan, bí thư chi bộ cho biết là địa bàn giáp ranh với phường Mân Thái. Những năm trước đây, đời sống người dân ở khu dân cư gần chợ Chiều này gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Ý thức của một bộ phận nhân dân trong việc bảo vệ môi trường chưa tốt. Tệ nạn cờ bạc, say rượu, gây gỗ đánh nhau, một số thanh thiếu niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Từ khi có cán bộ biên phòng về sinh hoạt cùng các ủy khu dân cư ven biển thì tình hình trật tự an toàn xã hội ở đây khác hẳn. Cái việc mà đưa cán bộ biên phòng về sinh hoạt tại chi bộ thì nó rất là thuận tiện, thường xuyên xuống khu vực, là nói chung là các đồng chí là mặc quân phục là đi hàng ngày, ví dụ như là trong một giờ một phút nào đó thôi, nhưng mà họ thấy những cái cảnh sát quân phục của thường xuyên xuống khu vực là các thanh thiếu niên là cũng có cái chừng mực và có những cái thông tin hai chiều, ví dụ như khu vực là có thể là thông tin liên hệ có những cái thanh niên nào mà tụ tập hoặc là tập trung thì cũng là liên hệ với lại cán bộ mà sinh hoạt tại khu vực là nắm bắt và cũng thường xuyên đi xuống, cho nên là thời gian gần đây cũng rất là ổn. Với mục tiêu tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, gần dân sát dân, nắm chắc thông tin để kịp thời trao đổi hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng về chủ quyền an ninh biên giới. 5 năm qua thực hiện phương châm công tác 3 bám 4 cùng, các đơn vị Bộ đội Biên phòng thành phố đã giới thiệu 39 đồng chí đảng viên công tác tại 5 đồn biên phòng, biên phòng cửa khẩu cảng về tham gia sinh hoạt, giữ mối liên hệ thường xuyên với chi bộ khu dân cư ven biển. Qua đó đã xây dựng được 193 tổ an ninh nhân dân, 16 tổ tàu thuyền tự quản, 10 tổ an ninh trật tự, 12 chủ đò, 540 hộ dân ký cam kết không bao che tiếp tay cho xuất nhập cảnh trái phép. Việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển là yếu tố quan trọng giúp nhân dân địa phương vững vàng, an tâm phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống vùng biên giới biển. Việc giới thiệu cán bộ đảng viên đồn biên phòng về thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy chi bộ khu dân cư ven biển nhằm tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình, đồng thời qua đó để trao đổi và tham mưu đề xuất xử lý những vấn đề nảy sinh trong cộng đồng dân cư nhằm mục tiêu là đảm bảo an ninh trật tự địa bàn và giáo dục nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Qua một năm thực hiện và nhiều năm thực hiện thì tất cả các cán bộ ở khu dân cư, kể cả các đồng chí thường trực của quận ủy, đều đánh giá thực hiện chủ trương này là rất đúng đắn. Nó nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Thứ hai là đem được cái sự vận động thuyết phục của người chiến sĩ biên phòng, đem cái niềm tin và sự cổ vũ cho người dân yên tâm bám biển, đồng thời là cũng có ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ chủ quyền cũng như thực hiện các phong trào ở khu dân cư. Việc triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về giới thiệu đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt, giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy, chi bộ khu dân cư ven biển trên địa bàn thành phố, không chỉ giúp cho cán bộ đảng viên đồn biên phòng có điều kiện thuận lợi hơn trong công tác trao đổi thông tin, tham mưu đề xuất các nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới, xây dựng địa bàn vững mạnh, mà còn góp phần củng cố, xây dựng thực lực chính trị cơ sở, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.